375 ngày trị bỏng toàn thân cho chú chó Labrador tội nghiệp. Câu chuyện kể về chú chó Labrador và quá trình điều trị bỏng toàn thân vừa qua đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Chú chó đã phải trải qua một cuộc chiến cam go với tử thần. Trạm cứu hộ nhận cấp cứu cho em ấy được đưa đến trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Anh Hán, người đưa chú chó đến đây nói rằng anh ấy đã vô tình tìm được chú chó khi chú chó đang trên đường chạy trốn. Có lẽ vì em ấy đã bị những người buôn chó tại lò mổ dội nước sôi vào người. Toàn thân chú chó bỗng rộp tấy đỏ. Các bác sĩ tại đây đã nhanh chóng tiến hành sơ cứu vết bỏng. Họ bắt đầu dùng dao để cạo hết vết lông từ các phần bỏng của chú chó, dùng thuốc sát trùng để làm sạch. Tình trạng của chú chó Labrador nặng đến mức cần sử dụng máy móc hỗ trợ hô hấp. Thậm chí các y bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ những phần thịt bị bỏng nặng trên cơ thể chú chó. Sau nhiều giờ phẫu thuật, chú chó đã qua cơn nguy kịch và tỉnh táo hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, mọi bữa ăn, mọi người vẫn phải đem thức ăn đến tận nơi chú chó nằm vì vết bỏng trên cơ thể quá nặng không thể di chuyển. Khoảng thời gian sau đó, khi vết bỏng đã chịu bớt đau, em chó mới có thể tự mình đi lại xung quanh trong chuồng. Sau nhiều tháng điều trị tại trung tâm cứu hộ động vật, em chó Labrador được anh Hán đưa về nhà. Chú chó được đón tiếp nồng hậu bởi rất nhiều bạn chó khác tại đây. Có lẽ phải rất lâu rồi em ấy mới có cảm giác vui vẻ như vậy. Em ấy nhanh chóng nhập cuộc cùng đàn chó nhà anh Hán nô đùa trước sân. Chú chó đã hồi phục đáng kể về sức khỏe cũng như tinh thần sau phẫu bỏng. Những chú chó hào hứng chạy nhảy tự do và thì nhau giành lấy dây hồng. Hơn thế nữa, chú chó Labrador này cũng không ngần ngại đến gần vợ anh Hán như những người bạn chó khác. Chúng thay phiên nhau xà vào lòng chị để được âu yếm vuốt ve. Tiếp đó, chị vợ lấy ra những chiếc xúc xích béo ngậy để phân phát cho từng bé. Lần lượt từng chú chó được thưởng thức hương vị thơm ngon, chải chuốt và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Sau nhiều tháng điều trị, phần vết thương bỏng trước đó của chú chó Labrador dù đã lành lại nhưng vẫn để lại những vết sẹo lớn lăn lộn trên cơ thể và lông trắng vẫn chưa thể mọc lại. Nhìn những dấu tích này càng cảm thấy thương cảm đối với biến cố trước đây của em nó. Không biết rằng em ấy đã phải trải qua những gì, chịu đau đớn ra sao. Biết được câu chuyện của chú chó Labrador qua lời kể của chồng, chị chủ đã ân cần hỏi han, động viên và ưu tiên quan tâm em chó này nhiều hơn so với những chú chó trong đàn. Sau 375 ngày điều trị bỏng toàn thân, cơ thể đã dần hồi phục, chú chó đã có sự hồi phục đáng kể. Đặc biệt là từ khi đến ở tại nhà anh Hán, không chỉ thể chất mà tinh thần cũng trở nên vui tươi, hoạt bát hơn rất nhiều. Một cuộc sống mới hoàn toàn đã mở ra với chú chó Labrador này. Hy vọng rằng sau biến cố lớn lần này và cuộc gặp gỡ định mệnh với gia đình anh Hán, em ấy sẽ có một cuộc khởi đầu mới hạnh phúc, bình yên với những người bạn mới tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!